giữ gìn bàn chải. Hello các bạn, lại là mình, anh răng cả biết tuốt đây. Hàm răng sạch sẽ tỏa hương là nhờ bàn chải vệ sinh mỗi ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách giữ cho bàn chải chải răng của mình luôn sạch sẽ và khỏe mạnh. Đối với răng như mình đây, bàn chải chải răng chính là công cụ siêu anh hùng giúp đánh bại vi khuẩn và bảo vệ mình. Vì vậy, các bạn cần phải học chăm sóc cho nó cẩn thận. Đầu tiên, sau khi chải răng, các bạn hãy nhớ rửa bàn chải thật sạch với nước và sau đó lắc nhẹ để loại bỏ nước dư thừa và đặt nó lên giá đỡ. Nhớ là đừng bao giờ để bàn chải ướt mà hãy để nó khô ráo và không nên đậy nắp lên bàn chải vì vi khuẩn thích ở trong nơi ẩm ướt. Một lưu ý là nên đặt bàn chải chải răng xa xa lối đi của vi khuẩn, như không để nó gần toilet hay lavabo, và cũng đừng để bàn chải của mình chạm vào bàn chải của người khác. Mỗi 3 tháng, hãy nhớ thay bàn chải mới để đảm bảo rằng nó luôn sẵn sàng để bảo vệ răng mình. Nếu chúng ta chăm sóc bàn chải chải răng đúng cách thì răng mình sẽ luôn khỏe mạnh và sáng bóng. Hãy cùng nhau giữ cho bàn chải chải răng luôn sạch sẽ và an toàn nha các bạn. Vậy nhé, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau.